lại với channel của Dính Đồng Mobile. Và hôm nay thì cô gái vàng trong làng review sẽ giới thiệu đến mọi người một cái bộ sản phẩm dầu dùng nhà bếp đến từ thương hiệu Hong Hong. Và trên tay mình đây sẽ có một cái bộ sản phẩm bao gồm 4 dao và một kéo làm từ thép không gỉ. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp xem cái bộ dao này nó có gì thú vị và thiết kế như thế nào nha. Rồi và sau khi mở hộp thì đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta, bao gồm mà 4 con dao và một cái kéo, cuối cùng là một cái chân đế đi kèm bằng gỗ như thế này. Và vì là được làm từ gỗ cao cấp và nó đã được phủ một cái lớp sơn để mà bảo vệ rồi á, để mà bảo vệ rồi nên là nó khá là nặng và cái chất lượng của nó cũng rất là tốt nữa. Và ở dưới cái mặt đáy của nó thì sẽ có 4 cái miếng đệm như thế này, để cho khi mà các bạn để trên bếp hay là để nó ở nơi nào ấy thì nó sẽ bám dễ dàng hơn ở trên cái mặt phẳng của mình. Và cộng thêm với cái sức nặng của nó thì cái chân đế này nó sẽ không bị nghiêng hay lắc lư khi mà các bạn cắm dao vào đấy. Và nó thiết kế nghiêng 13 độ như thế này để tạo điều kiện tốt hơn để khi mà các bạn cắm dao vào nên là chúng ta sẽ thao tác dễ dàng hơn so với những cái chân đế truyền thống khác mà nó chỉ thiết kế hình trụ đứng như thế này thôi. Rồi, và tiếp theo thì ở đây sẽ là 4 con dao của mình. Và như các bạn đã thấy á, thì đối với những cái con dao này thì nó sẽ có những cái công dụng khác nhau, thì từ dao băm này, dao thái lát này, dao đầu bếp và cuối cùng là con dao cái trái cây, cũng là cái loại dao nhỏ nhất. Nhưng mà những cái cán dao của nó thì nó có cái kích thước tương đương, và cái kích thước tổng thể của các con dao ấy thì nó cũng tương đương giống nhau thôi, và nó chỉ khác nhau ở cái phần lưỡi dao này này. Thì tùy với cái công dụng của những cái con dao ấy thì cái lưỡi dao nó sẽ được thiết kế khác nhau, nó sẽ có cái độ mảnh, độ sắc khác nhau để phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Và cái phần cán dao này thì nó sẽ không có được làm qua loa như là những cái loại dao mà các bạn hay thường thấy nó bán ở ngoài chợ ấy. Thì cái phần cán dao này này nó rất là chắc chắn, nó được làm từ nhựa PP nên là nó sẽ có cái khả năng chịu nhiệt này và khả năng chịu lực rất là tốt, cái độ bền cũng rất là cao nữa. Và đối với những cái sản phẩm đến từ Hong Hong thì nó luôn được khắc một cái logo ở trên cái phần cán dao này và trên cái phần lưỡi dao như thế này. Và đối với cái chân đế thì nó sẽ được khắc cái phần logo ở mặt chính diện luôn. Ở phần tựa đề thì mình đã nói là đây là bộ 4 dao làm từ thép không rỉ. Và một điều đặc biệt ở những cái con dao này đó chính là nó được làm từ thép mà gọi là thép rèn ấy, nên là nó sẽ có cái chất lượng vượt trội hơn một tí so với những cái loại dao mà trước đây mà mình đã review. Thì với những cái chất liệu này thì nó sẽ có độ bền tốt này, không bị xét và không có gây hại đến cái sức khỏe của chúng ta khi mà chúng ta thực nghiệm ở trên những cái thực phẩm ấy, và rất là chắc chắn nữa. Ở đây thì để tạo cho người dùng có cái trải nghiệm thoải mái hơn trên những cái bộ dao của mình thì nhà sản xuất đã cắt giảm đi khoảng 2cm so với những cái dao truyền thống khác, để mà khi mà các bạn thao tác thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái tay cầm của nó thì cũng rất là vừa cái tầm tay và vừa vặn để mà chúng ta thao tác, nên nó sẽ không có gây đau đối với những cái loại dao bình thường mà các bạn đã sử dụng. Rồi, và cuối cùng là cây kéo như thế này. Thì ở đây cây kéo nó sẽ tích hợp cái phần này để mà chúng ta để cắt và bóc cái vỏ cua ra ấy. Và ở đây thì nó cũng được thiết kế như những cái loại dao thông thường thôi. Và cái phần cán của nó thì cũng được làm từ chất liệu PP, và cái con dao này có cái kích thước vừa đủ để mà chúng ta cắt hành hay là cắt cái thực phẩm nhỏ khác này. Và chúng ta sẽ có cái thao tác cắt nhanh và gọn hơn, vì ở cái phần tay cầm này thì khi mà chúng ta đưa cái tay vào như thế này này thì nó sẽ vừa tầm luôn, nó không quá là to và nó cũng không quá là chật nữa. Và một trong những tiêu chí mà người dùng đề ra khi mà chọn mua những cái con dao đó chính là cái chất liệu. Và đối với những cái bộ dao mà đến từ Hong Hong thì các bạn hãy yên tâm về cái chất liệu của nó. Thì đối với bộ dao này thì nó sẽ được làm từ thép không rỉ 30CR13, tức là thép rèn ấy, nên là nó sẽ có cái chất lượng vượt trội hơn một tí so với những cái đời trước mà mình đã review này. Thì ở trên thân dao cũng có, và ở trên thân dao cũng có in tên của cái chất liệu luôn. Thì đối với cái chất liệu này nó sẽ cho ra một cái lưỡi dao rất là chất lượng và giữ nguyên cái màu nguyên bản của nó như thế này này. Nó sẽ tăng cái tính thẩm mỹ và nó sẽ làm cho người dùng thích thú hơn khi mà trải nghiệm trên cái con dao này. Và bây giờ thì mình sẽ có một cái phép so sánh nhỏ đối với những cái con dao này và những cái con dao mà lần trước mình đã review thử nha.
Và bên cạnh mình đây, và mình có đây đó chính là cái bộ dao cũng đến từ HoHo, và ở lần trước mình cũng đã review luôn. Thì mình sẽ lấy ra thử một con bất kỳ để mà so sánh cái chất lượng cũng như là cái thiết kế của nó, để mà các bạn có thể lựa chọn được cái bộ dao thích hợp với nhà bếp của mình cũng như là bản thân hay là sở thích của mình. Rồi, và trên bàn mình có đây thì mình sẽ có một cái con dao thái lát mà mình đã review ở video trước này. Và mình sẽ lấy thử cái con dao thái lát của cái bộ dao này để mà sử dụng cũng như là trải nghiệm để cho mọi người thấy cái sự khác biệt luôn. Thì cái con dao này nó được làm từ thép không gỉ, còn cái con dao này nó được làm từ thép rèn. Mặc dù là có chung cái phần chất liệu nhưng mà mình cảm thấy thì cái con dao này nó sẽ có cái trọng lượng nhẹ hơn, nên là chúng ta sẽ dễ thao tác hơn khi mà chúng ta thái lát những cái sớ thịt ấy. Và đối với con dao này thì nó được đúc nguyên khối từ thép luôn ấy, nên là cái phần cán dao nó sẽ liền với cái phần lưỡi dao như thế này và cùng chất liệu luôn, nên là nó khá là nặng. Nên là đối với những cái bạn gái mà khi mà chúng ta mới bắt đầu nấu ăn ấy thì chúng ta sử dụng cái bộ dao này thì nó khá là khó khăn. Còn đối với cái bộ dao này thì chúng ta có thể vô tư sử dụng luôn, bởi vì nó có cái trọng lượng dao nó khá là nhẹ, nên là các bạn sẽ dễ dàng mà thao tác hơn trên những cái loại thực phẩm, nhiều loại thực phẩm khác nhau. Còn một cái điểm nữa đó chính là cái phần lưỡi dao này. Thì so với cái phần lưỡi dao này á, nhìn bằng mắt thường thì các bạn không có thể thấy được. Thì đối với cái con dao mà ngày hôm nay mình review á, thì nó sẽ cho cái phần lưỡi dao sắc hơn, nên là nó sẽ cho cái thực phẩm khi mà chúng ta thái lát á, khi mà nấu ăn thì nó sẽ ngon hơn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thử trải nghiệm cái phần bộ dao này để mà mọi người có thể thấy được cái công dụng trên cái thực tế luôn nha. Và ở đây thì mình sẽ có hai loại trái cây, đó chính là ổi và... Trái này trái gì vậy? À, ở đây thì mình sẽ có hai loại trái cây, đó chính là ổi và táo, thì đại diện cho hai loại trái cây cứng và mềm. Thì mình có thể... và bây giờ thì mình sẽ sử dụng bộ dao để mà gọt vỏ cũng như là sắc hai cái bộ trái cây này luôn nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ dùng cái con dao gọt trái cây nhỏ như thế này. Rồi sẽ tách cái phần này ra. Thì một số người người ta ăn ổi người ta sẽ bỏ vỏ, nhưng mà mình thích để vỏ hơn. Nếu mà các bạn sở hữu một cái con dao bén như thế thì chúng ta sẽ thao tác nhanh hơn trên những cái loại trái cây của mình. Và ổi cũng là một cái loại trái cây khá là cứng rồi. Rồi, và đây là những cái phần miếng ổi mà mình đã cắt ra từ cái con dao như thế này. Rất là vừa vặn và mình thao tác rất là nhanh. Chưa đến một phút nữa thì mình đã gọt xong một cái trái ổi rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một con dao khác để mà thái hạt lựu cái phần ổi này nha. Rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần trái táo. Đây, và đây là trái táo. Trái táo thật nha mọi người. Ok. Và bây giờ thì với trái táo thì mình sẽ có cái cách gọt nó khác. Ở đây thì mình sẽ cắt đôi cái trái táo này ra. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái con dao này để mà gọt vỏ luôn. Rồi, cảm nhận của mình đó, khi mà mình không có cái dao bào á mà mình sử dụng cái con dao gọt trái cây này để mà gọt vỏ luôn á, thì nó cũng rất là ok và rất là an toàn cho mình, bởi vì cái kích thước rất là nhỏ. Rồi chúng ta có thể điều khiển cái động tác của mình á, nó đi theo cái ý của mình luôn, nên là nó sẽ an toàn hơn cho các bạn hơn. Nó sẽ an toàn hơn cho mình khi mà trải nghiệm. Và đây là cái phần vỏ này, khá là mỏng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cắm dao đúng cách vào trong cái chân đế nha. Và đây là cái con dao của mình, và các bạn cắm như vậy.
nó lòi cái phần một phần của cái lưỡi dao lên là sai, nên là các bạn phải cắm quay lại như thế này này, và cắm lại thì nó sẽ che hết cái phần lưỡi dao luôn, nên là khi mà chúng ta có lỡ qua tay ngang á thì nó cũng rất là an toàn. Còn nếu mà các bạn cắm với cái chiều ngược lại á thì chúng ta sẽ bị trúng cái phần lưỡi dao ấy. Đây. Ở cái chân đế thì nó sẽ có mỗi cái kích thước khác nhau dành cho những cái kích thước của những cái con dao của mình này. Và ở đây sẽ là một nơi để cắm kéo. Xong rồi. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã nhìn thấy được mình đã review về cái bộ dao đến từ HoHo này. Và mình hy vọng là mọi người sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn khi mà chúng ta mua dao về để sử dụng. Và mọi chi tiết khác của phần bộ dao này mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Và trước khi đi thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của 9Tha Mobile nha. Và nếu các bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm ấy, thì chúng ta hãy đến ngay những showroom của 9Tha Mobile để có cơ hội trải nghiệm này và mua sản phẩm về sử dụng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video review lần sau.